Nó đến rồi, nó đến rồi. Nó đang cưỡi trên tầng mây trắng mà tiến đến. Ngày 29 tháng 10 năm 2025, sao chổi liên sao Bay Atlas đã đi đến điểm cận nhật của mặt trời. Đây cũng là vị trí mà nó tiến gần mặt trời nhất trong chuyến hành trình này. Cùng lúc đó, mặt trời cũng đang bước vào giai đoạn bạo liệt nhất trong gần 11 năm qua. Các vết đen mặt trời bùng phát dữ dội như thuốc nổ, tựa như một quả bom sao đã được kích hoạt. Liệu một màn thiêu thân vũ trụ sắp sửa diễn ra chăng? Trong vài ngày gần đây, các nhà thiên văn học trên toàn thế giới liên tiếp phát hiện những dấu hiệu bất thường, đó là đuôi của sao chổi này bất ngờ đổi hướng. Từ hình thái ban đầu chuyển thành kiểu đuôi thông thường hướng ngược về phía mặt trời. Nhưng hình ảnh mới nhất còn cho thấy rằng nó đang phun ra một luồng khí hình quạt dài đến 10.000 km hướng thẳng về phía mặt trời. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là một nhà thiên văn nghiệp dư đã bắt được một điểm sáng mờ chuyển động ngược chiều trên rìa dữ liệu quan trắc của thiết bị theo dõi mặt trời. Sau khi so sánh quỹ đạo một cách nghiêm ngặt, cuối cùng người ta xác nhận rằng đó chính là dấu vết mà sao chổi liên sao Bay Atlas để lại. Càng quan sát sâu hơn, phân tích khoa học càng dần hé lộ bí ẩn về nguồn gốc của nó. Tỷ lệ nguyên tố kim loại nặng của nó thậm chí còn cao hơn cả sắt. Điều này chưa từng thấy ở bất kỳ sao chổi nào trong hệ mặt trời mà chúng ta biết. Kỳ lạ hơn nữa, ở khoảng cách rất xa so với mặt trời, nó đã bắt đầu phun vật chất ra không gian như một vòi cứu hỏa. Lượng phun mỗi giây lên tới 40 kg, khu vực hoạt động bề mặt chiếm đến 8%, cao hơn hẳn mức thông thường từ 3% đến 5% của các sao chổi trong hệ mặt trời. Và những quan sát mới nhất từ kính viễn vọng không gian James Webb còn mang đến một cú sốc lớn hơn nữa. Vị khách xuyên sao này chứa hàm lượng cực kỳ phong phú khí CO2. Điều đó cho thấy nó có thể đã sinh ra trong một hệ sao lạnh hơn hệ mặt trời, với hàm lượng carbon dồi dào hơn rất nhiều. Những hành vi bất thường này đã kích hoạt một phản ứng khoa học trên quy mô toàn cầu. Mạng lưới cảnh báo tiểu hành tinh quốc tế đã âm thầm khởi động chế độ giám sát đặc biệt đối với nó. Đây là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc điều phối một chiến dịch quan sát toàn cầu dành cho một thiên thể liên sao. Trong không gian, tàu Hera của cơ quan vũ trụ châu Âu, tàu Europa Clipper của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ và thậm chí cả tàu thăm dò Juno đang nghiên cứu sao Mộc cũng đều đang điều chỉnh hướng để chuẩn bị chặn bắt luồng vật chất của nó. Theo dự đoán mới nhất, tàu Hera có khả năng sẽ đi xuyên qua đuôi sao chổi trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Còn khung thời gian quan sát của Europa Clipper sẽ rơi vào từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. Nếu bất kỳ tàu thăm dò nào thu thập được dữ liệu liên quan, thậm chí chỉ cần gián tiếp phân tích được thành phần vật chất của đuôi sao chổi, nó sẽ mang đến cho nhân loại những thông tin chưa từng có về cấu trúc của các hệ hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Trong lần quan sát vũ trụ này, nhà thiên văn học nổi tiếng Avi Loeb đã đưa ra một lời cảnh báo đầy ẩn ý. Ông cho rằng cộng đồng quốc tế nên thận trọng với Bay Atlas, bởi rất có thể sao chổi này đang che giấu những bí mật vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Giống như một con ngựa thành Troy giữa vũ trụ, nó có thể sẽ thách thức toàn bộ nhận thức của loài người về vũ trụ. Từ Oumuamua không có đuôi, đến Borisov chứa đầy khí carbon monoxide và nay là Bay Atlas với những hành vi kỳ dị khó đoán, mỗi vị khách liên sao đều đang phá vỡ trí tưởng tượng của chúng ta. Khi nó tiếp tục lao về phía mặt trời theo quỹ đạo của mình, cao trào của chiến dịch quan sát không gian này đang đến rất gần.